Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lâu lắm rồi anh em ạ, lâu lắm rồi, thì từ đầu năm đến giờ, cũng gọi là từ cuối năm ngoái đến giờ các bạn ạ, mình chưa có một cái video nào đi mua sáo đúng không? Ok, trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi mua sáo nha. Lâu lắm rồi mình không có cái video nào đi mua sáo, ngày hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi sang Yên Thế các bạn ạ. Sang Yên Thế, nói là sang Yên Thế thôi nhưng mà nó cũng gần đến chỗ mình thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình và sư huynh mình sẽ đi tậu một dàn còi D50 7 quả các bạn ạ. Còi D50 mà 7 quả, nghe nó gắt và nó khét lắm các bạn. Anh em cũng đã từng được nghe không? Không phủ ngôi này. Vip nhỉ. Đấy, còi D50 7 quả thì nghe nó gắt lắm. Mà nó gắt như thế nào thì tí nữa mình sẽ show và review cho các bạn xem. Lâu lắm rồi thì mình cũng không sang nhà ông anh này. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn gặp lại ông anh chuyên làm còi cho mình. Đấy, mỗi một nghệ nhân mà mình liên kết thì là họ sẽ làm một âm. Người thì làm còi, người thì làm bò. Đấy, người thì làm cưa. Đấy, mỗi một loại âm là phải có một người khác nhau làm các bạn ạ. Ok anh. Đây anh em ạ, hiện tại thì mình đang có mặt ở chỗ anh em quên mất tên anh rồi. Anh Lợi. Mình đang có mặt ở chỗ nhà anh Lợi rồi các bạn ạ. Đấy, lâu lắm rồi không quay lại thì phải công nhận dạo này tay nghề làm sáo của anh ấy, mà không phải là tay nghề, có nghĩa là cái mốt ấy, mốt làm sáo năm nay của anh ấy, là mình thấy gần như dàn nào anh cũng làm như này đúng không? Gần như thế. Trước thì anh làm cái miệng này nó tẹt lắm, nó sẽ tẹt hơn thế này một chút, nó không đến mức tẹt lắm đâu. Nó như cái dàn bò cũ của mình mà mình bán rồi ấy các bạn. Đấy, thì năm nay anh chuyển sang anh làm cao hơn rồi. Cao đến cái tầm này thôi, như theo quan điểm của mình là mình thấy cái tầm này là đẹp rồi. Còn cao nữa, như cái này là cao hơn phải không anh? Vẫn thế. À, vẫn thế à? Ừ, ngang nhau. Đây là cái miệng khô phải... To hơn. Miệng thô. Miệng thô chưa xong, chưa xử lý à? Toàn bộ bằng tay hết này? Tất cả bằng tay. Tất cả là bằng tay hết nhá anh em nhá. Không có gì gọi là... À, máy móc trà các thứ là dùng máy. Đục còn đục đẽo các thứ này là bằng tay. Giáp bằng tay luôn. Giáp không dùng máy trà phải không? Vẫn dùng máy, phải quay máy hết. Giáp vậy anh? Dây giáp cũng phải là dùng máy. Chứ sau đến cái... Nhưng sau vẫn phải đánh tay. Đánh mịn là đánh bằng tay. Đánh mịn là đánh bằng tay. Đấy. Tất cả những cái con sáo của anh ấy làm từ... Từ sáo rẻ đến sáo đắt nhưng mà rất nét luôn. Đây là một bộ của anh. Chuông. Nhà thờ ấy. Chuông nhà thờ này quá đấy. Anh em nhìn không? Đây là chưa ráp xong phải không anh? Hay ráp xong rồi? Đây là ráp xong rồi. Ráp xong rồi. Nhưng mà chưa xử lý được trong. Cái này bắn thêm bóng vào nữa là xong, bắt đầu cuối cùng là nó như thế này đúng rồi. Mình là mình kết, mình bảo rồi. Lấy mình cũng bảo mấy anh rồi các bạn ạ. Kết đọc cái nước sơn của anh sơn nó bóng. Cái sơn của anh nó ấy, nó bóng, nó cứng ấy. Sau cái hôm mà em bị bổ cái dao ấy, bổ thế là nó sứt nó không bong một tí đâu, bong mảng một. Nó bong mảng một ấy, đấy nó bóng đến mức đấy mà nó như cái giấy, nó như cái túi bóng cứng ấy, nó như bọc một lượt túi bóng đấy, kiểu như bọc một cái lượt túi bóng bên ngoài ấy. Thì đây là một cái dàn còi D50 anh nhỉ, cái này dùng một đám này gọi là 50 nhỉ. À, cái này là D50. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả. Con này thì thấy anh bảo là cực gắt luôn. Cái dàn này của em đặt chắc gần tháng rồi nhỉ? Gần tháng thế nào? Hơn tháng rồi. Hơn tháng rồi à? Nguyên rồi. Thế là con này mình đặt xong bắt đầu mình quên các bạn. Đặt quên. Xong quên đấy, em đặt xong em quên. Mà xong anh cũng nhiều việc anh cũng quên phải không? Anh chỉ làm xong để đấy thôi mà. Vì em bảo em ở gần đây đến lấy là cứ lúc nào đến thì lấy thôi chứ. Cơ bản anh em mình gần nhau, mới lại mình nhiều việc quá thế đâm ra quên, là anh thả được mấy gió rồi. Mới thả được một gió hôm qua, một cả ngày hôm qua và cả đêm qua sáng lên đi kéo. Đây là một ngày một đêm. Một ngày một đêm ở trên trời rồi các bạn ạ. Nghe âm thì... Nói chung là về anh Lợi anh làm thì từ hình thức đến âm thì không có gì phải chê. Trước đây thì mình cũng đã chơi rất là nhiều sáo của anh rồi. Bắt đầu đến năm nay thì mình mới quay trở lại với anh ấy. Tại vì năm ngoái nhiều việc, đi giao lưu quá anh ấy. Đi giao lưu nhiều. Rất là rực rỡ luôn, full đai đồng. Về cái đai này khẳng định với anh em là không bao giờ nó xỉn màu phải không anh? Không bao giờ. Trừ khi nó xước hay là rồi không, va chạm các thứ. Va chạm xước thì trông nó xấu thôi. Chứ còn cứ để thả như này mà vừa thả vừa treo thì không bao giờ xỉn được cái màu này. Đấy. Anh em nếu mà muốn xem những cái dàn sáo của anh
anh Lợi trước anh làm cho mình toàn em làm toàn là tầm D70 đổ lên đúng không? Trước em đặt của anh toàn D70 đổ lên. Toàn 70, 80, 85 anh em ạ. Em mà làm từ 80 trở lên nhiều, chỉ có 80, 70, 75, 80, 85. Mình toàn đặt 6 to à, 6 to là mình toàn đặt của anh thôi. Tại vì cơ bản là mình kết cái đai này các bạn ạ. Không nhiều anh em bảo là chơi cái đai này nó nặng rồi nó xỉn lên, nhưng mà em vẫn kết cái này nhìn trông nó sang. Ôi nhỉ, nhìn cái này nó sang. Nó sang hơn những cái đai, kiểu như cái đai bạc. Em đang dùng đai bạc. Đai bạc nó là đai bôn bia. Đây. Cái đấy thì nó cũng không xỉn. Cái đấy cũng không xỉn nhưng đúng mà cái rồi. Đấy không phải mất tiền. Vâng. cái đấy nó không xỉn. Cái đấy được hưởng cái vô bia về uống vẫn được cả. Một công đôi việc. Như anh em nhìn cái này trông nó vẫn sang đúng không? Cái đai đồng trông nó có một cái độ rất sang. Và về cái chỉ này. Em kết đai sáo của anh làm là về những cái này nhá. Cái thứ nhất là về cái độ bóng. Đấy, cái thứ nhất là về cái độ bóng rồi. Và cái thứ hai là cái đai đồng và cái thứ ba là cái chỉ này. Đây là cái chỉ này dàn nhỏ thôi, anh không quấn nó không quấn tháp thôi. Cái như của em trước gọi là tháp phải không anh? Ui, thì quấn tháp thì thôi anh em ạ. Quấn tháp nhìn trông nó cái đấy nó gọi là trông nó hầm hố lắm. Hai cái tháp hai bên này nữa này. Nói chung là anh em phải chơi, anh em phải đặt sáo to. Đấy, có dịp mà anh em nào tay to mà đặt sáo to liên hệ mình thì các bạn sẽ được trải nghiệm hình thức đẹp này, âm ok. Còn muốn biết cái dàn này mà nó kêu hay là không thì bây giờ anh em mình phải đi test. Đấy, anh em đợi mình một tí, sau đó mình sẽ đưa các bạn đi test xe thôi. Còn bây giờ nó hết gió rồi. Đáng hôm qua em lấy đẹp nhỉ. Hôm qua lấy được đi đâm. Ở bên này, ở bên chỗ anh này nó toàn đồi bên núi, không có đường chạy như bên mình. Khả năng là mình sẽ test cho các bạn nghe xe, sau đó về mình sẽ lắp lên diều test cho anh em nghe. Đẹp này rồi cần gì. Đây anh em ạ, mình đang định đi test nhưng mà còn hai cái dàn này trông nó rực rỡ quá các bạn. Đây là một dàn còi cưa mà lâu lắm rồi, khả năng là từ lúc em làm YouTube đến giờ em mới quay được. Đếm trên đầu ngón tay còi cưa đây. Chứ còi nó ra còi và cưa ra cưa. Đây là một dàn còi cưa, dàn này chắc tầm D30 cả. Nhưng mà nặng phết nhỉ. Anh làm tầm nó dày lắm. Như anh em chơi sáo thì phải chấp nhận thôi. Chơi sáo bây giờ muốn âm hay âm gắt thì phải chấp nhận tầm dày. Và dày thì chắc chắn là nó nặng rồi. Dày là kêu bền. Dày nó kêu đanh hơn đúng không anh? Vừa bền mà lại vừa đanh hơn. Đấy, thế cho nên các bạn phải chấp nhận chơi con diều nó to hơn một chút thì nó kêu nó mới hết lực được. Ừ, nhưng còn đây là một dàn chuông này. Chuông này chuông gì anh? Chuông chùa. Chuông năm quả, chuông nhà thờ. 2, 4, 5. Đây là một dàn chuông năm, cũng chưa sơn, cũng rất mỏng. Các bạn có thể Huỳnh quay kỹ vào đây cho các anh em xem. Từ cái đai anh làm nó rất ôm nhá. Nhưng bảo mình làm cái đai này chịu luôn anh em ạ. Mình chơi diều 2 năm nay rồi nhưng mà đúng thật sự bảo mình làm độc cái đai này mình cũng không làm được. Cái đai này là khoan hay là... Cái nào khoan? Khoan xong bắt đầu anh mới chỉnh lỗ phải không? Ừ. Chứ bảo em chịu, em chỉ làm em... Ví dụ em rạch rạch ra một tí là nó đã làm thành đôi rồi. Tách đôi rồi. Vỡ luôn, không làm được. Không làm được nó ôm như này. Miệng rất dày. Tầm cũng rất dày luôn. Dày mà nó kêu đanh luôn. Nếu mà anh em muốn xem miệng nó dày hay không anh em nhìn vào ngay trong đây này. Ngay trong cái cạnh này, cái góc này. Đấy, nó rất dày luôn. Như mình thường thường thì mình không quan trọng cái cân nặng đâu. Mình có thể là em có thể là sáo nó nặng một tí thì em làm con diều to hơn. Chứ mình bây giờ mình chơi cái sáo mỏng là nghe như theo quan điểm của em là cái tầm mỏng là kêu nó sẽ dè phải không? Nó rung tầm. Nó có cái tất nhiên là rung tầm. Mỏng là kêu nó rung tầm, nó ảnh hưởng đến âm đúng không? Không bao giờ bằng cái tầm mà nó dày nó đanh như này. Đấy các bạn. Hiện tại đây cái dàn này là tầm bao giờ anh giao đây? Tất cả nó chiều đấy. Như đặt sáo của anh là chỉ tầm tuần thôi đúng không? Mà đặc biệt được cái là anh Lợi anh rất chuẩn hẹn các bạn ạ. Cứ một tuần là sang là lấy thôi. Mình thì mình cứ quên thôi. Cứ nghĩ là bao giờ anh ấy gọi sang lấy. Như anh bảo ví dụ là ngày mai sang lấy là mai phải sang lấy. Đấy. Chứ không là anh cứ biết đấy thôi. Quên. Lắm việc quá. Chứ kể mà anh ấy có một mình là anh ấy gọi đấy. Ok các bạn ơi. Hiện tại thì anh em mình đang chân có mặt ở trên đường đi về rồi. Chuẩn bị ra đường to thì mình mới test cho các bạn nghe được. Chứ test ở trong làng trong xóm này mình đảm bảo với các bạn là gạch đá ở đây nhiều lắm. Đây này. Đây có đống cát rồi này. Đấy, đây có đống đất này. Mới đi từ từ mình cũng khó, chẳng nghe tiếng gì. Mình vừa nghe thử một đoạn trước các bạn rồi, cái máy là nó gắt thì nó gọi là ôi giời ơi. Siêu gắt luôn. Đấy, hàng này thì không phải là sáo cỏ các bạn ạ. Hàng này, dàn này thì không phải là sáo cỏ rồi. Đấy,
Dàn này là dàn của khách đặt các bạn ạ, không phải là 6 cỏ 6 bán lô, cho nên anh em nhìn hình thức là cũng biết đúng không? Đấy, mình không phải giải thích nhiều. Từ gỗ này, miệng này rất sạch, không có tí rác nào. Đấy, còn âm nó như thế nào ấy thì anh em tự cảm nhận nhá, anh em sẽ có 2 phút nhá. Các bạn chuẩn bị bật mắc loa và đeo tai nghe lại giúp mình nhá. Nào, mình cứ từ từ xong bắt đầu nhanh nhanh dần nhá nào. Đấy. Mắc loa đeo tai nghe lên đây. Đến cưa và còi, hòa còi và đấy, cưa còi hòa còi thì anh em nghe đến cái âm nghe đấy cái chữ còi là cũng đã biết là nó gắt như thế nào đúng không các bạn. Phải nói là cái ngọn của con này nó réo thì theo như quan điểm và cá nhân và suy nghĩ đánh giá của mình ấy, chậm mình thì là con này nó gọi là dàn thuộc dạng là siêu gắt rồi. Tại vì trước đây ấy, mình cũng đã từng chơi một dàn còi đôi, anh em nhớ không? Anh em nhớ mà cái dàn còi đôi mình chơi với Phương Cầy không? Đấy, trước đây mình cũng đã chơi một dàn còi đôi của anh Lợi rồi, phải nói là qua đầu kê luôn anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu đặt sáo và chơi những dàn còi như thế này, còi D50 này trước thì anh làm nhẹ lắm nhưng bây giờ thì cân nặng nó hơn rồi. Dàn còi như thế này mình đang cho con bẹn hổ ưng 3m cõng các bạn ạ. Chứ còn đuôi cá thì không biết là 3m có cõng được không, con này nó là 4 lạng. Con này nó là 4 lạng anh em ạ, mình sợ là hơi nặng. Đấy, thì là anh em sẽ chơi tầm 3m rưỡi. Nếu mà carbon lắp ghép anh em sẽ chơi tầm 3m2 đến 3m rưỡi, cho nó thoải mái và nó bồng bềnh mà kêu hết lực các bạn ạ. Phải nói con này là con nó thuộc dạng gọi là dễ kêu nhưng mà khó líp. Nói chung là mỗi một lần mình lấy sáo từ chỗ anh Lợi này thì rất là yên tâm các bạn ạ. Từ về hình thức và đến âm. Nhưng mà những cái dàn mà gọi là yêu cầu thôi, những dàn đặt theo yêu cầu thôi, chứ còn những dàn cỏ thì mình không biết, mình chưa chơi cỏ thì mình không biết được. Tại vì sáo cỏ là dành cho anh em học sinh. Đấy, mình chưa có dịp mình chơi sáo cỏ nhưng sẽ có một cái đợt mà sắp tới đây mình sẽ chơi sáo cỏ cho các bạn nghe cái âm của sáo cỏ và hình thức của sáo cỏ nó sẽ khác như thế nào so với hàng đặt. Còn vừa rồi thì các bạn đã có 2 phút để nghe âm con sáo này đúng không? Theo như quan điểm của mình nó là như vậy. Còn quan điểm của các bạn thì mình không biết. Gắt không mình? Gắt chói dài ấy nhỉ? Chói... nghe chói hết cả dài. Chói dài. Dài. Chói dài. Đấy. Ok anh em, thì anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ với kênh nhá. Giờ mình về đến nhà, nếu mà có gió mình sẽ test cho bạn nghe. Còn nếu mà không có gió thì anh em phải chịu thôi. Ok anh em nhá. Rất là cảm ơn anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ với kênh nhá. Bye bye. Bye anh em nhá.